Khánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong mối quan hệ giữa hai giới, khi cảm xúc lên đỉnh điểm, sự gắn bó sâu sắc sẽ tự phát sinh ra, khiến người ta bất giác muốn chạm môi vào mọi ngóc ngách của nhau. Và hôn không chỉ giới hạn ở sự tiếp xúc giữa môi và răng, mà trên thực tế còn có những nơi tinh tế và giàu cảm xúc rất đáng để khám phá. Không chỉ khám phá về cảm xúc mà nó còn là những ý nghĩa của những cái chạm môi đó. Hay nói cách khác là nó còn có thể chạm vào trái tim của nhau nhiều hơn, khiến cảm xúc giữa hai người trở nên sâu sắc và chân thành hơn. Trong video này thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ về ý nghĩa và những lợi ích của việc hôn lên bốn vị trí của phụ nữ là như thế nào, quý vị nhé. Vị trí thứ nhất là trán. Đây là cái hôn tượng trưng cho sự yêu ái. Có người từng nói hành động thiêng liêng nhất trong tình yêu là hôn nhẹ lên trán của đối phương. Nụ hôn này không hề là một hành động đơn giản. Nó mang theo chiều sâu của tình yêu và sự ấm áp của đích đến. Nó giống như một tia sáng dịu nhẹ soi sáng hai trái tim gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong sự quan tâm này, cả hai tìm thấy sự thuộc về sự bình yên. Dù là những cô gái trẻ hay là những người phụ nữ trưởng thành, sâu thẳm trong lòng họ đều có một cái mong ước, đó là được người mình yêu thương chăm sóc, được coi như báu vật trong đời, được chăm sóc cẩn thận. Họ không theo đuổi sự vĩ đại của tình yêu, cũng không mong chờ sự lãng mạn lớn lao nào hết. Họ chỉ muốn cảm nhận sự đồng hành và quan tâm chân thành của nhau trong sự khoảnh khắc bình thường. Những khoảnh khắc ấm áp, một cái ôm giản dị, một nụ hôn lên trán nhẹ nhàng hay vài lời trìu mến có thể chạm đến trái tim phụ nữ và khiến họ cảm nhận được sự ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu. Những hành động tưởng chừng như tầm thường này lại có thể khuấy động những làn sóng trong lòng phụ nữ, giúp họ cảm nhận sâu sắc sự ấm áp và vẻ đẹp của việc được yêu thương. Vị trí thứ hai là tai. Đây là vị trí đại diện cho sự cám dỗ. Đối với đàn ông và phụ nữ trưởng thành, đôi tai dường như đã trở thành một lãnh địa bí ẩn. Nó rất mỏng manh và nhạy cảm, khiến nó trở thành bộ phận độc đáo nhất trên cơ thể. Nó không chỉ là cơ quan thu nhận âm thanh mà còn là nơi gặp gỡ của những cảm xúc ẩn giấu vô số cám dỗ và bí mật. Khi trong một căn phòng có ánh đèn mờ hoặc trong bầu không khí yên tĩnh và lãng mạn, nếu lúc này có người thì thầm nhẹ nhàng ghé sát bên tai người phụ nữ và trao cho họ một nụ hôn sẽ nhẹ nhàng lướt qua vành tai, lập tức sẽ khơi dậy dục vọng trong lòng. Cảm giác tê dại giống như một dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến cho một cô gái có thể đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, say sưa không thể tự giải thoát. Phụ nữ họ dường như là dùng cái đôi tai của mình làm cái phương tiện để nói về tình yêu, thể hiện một phong cách khác. Khi tai và thái dương cọ vào nhau, chỉ cần một lời nói thì thầm cũng đủ đánh thức tất cả các giác quan của phụ nữ. Lời thì thầm này còn cảm động hơn nhiều so với lời thề thốt, khiến người ta say sưa không kiềm chế được. Khi bạn nhẹ nhàng thở vào tai thêm vài cái lời yêu thương, cảm giác ngọt ngào sẽ đánh gục phụ nữ, khiến họ ngơ ngác và hoàn toàn đắm chìm vào trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Vị trí thứ ba đó là lưỡi. Bộ phận này tượng trưng cho tình yêu. Ở trong một quan hệ thân mật, dù là cái ôm tình cảm giữa vợ chồng hay sự quấn quýt nồng nàn giữa những người yêu nhau, thì việc tiếp xúc thân thể luôn là chủ đề không thể tránh khỏi. Trong số những chuyển động thân mật phức tạp này, hôn lưỡi kiểu Pháp đã trở thành một cách thể hiện tình yêu đặc biệt trực tiếp và rõ ràng theo cách độc đáo của nó. Trong những bầu không khí khác nhau, cảm nhận được sức tải bằng nụ hôn theo cách này cũng có những đặc điểm riêng. Đôi khi là nụ hôn khao khát sự gắn bó vô tận, đôi khi là nụ hôn trằn trọc của dục vọng
kích thích niềm đam mê và ham muốn trong lòng nhau. Đôi khi là nụ hôn cuồng nhiệt của sự nhớ nhung, của ngọn lửa tình trong tim nhau. Lúc đó hai trái tim quyện vào nhau thật chặt, như thể đã hòa quyện vào nhau và không thể tách rời được nữa. Nụ hôn kiểu Pháp không chỉ là sự thể hiện trực tiếp của tình yêu mà còn là sự giao tiếp của những cảm xúc sâu sắc. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ một nụ hôn cũng có thể gắn kết trái tim thật chặt và cùng đắm chìm trong đại dương tình yêu của mỗi cặp đôi, phải không ạ? Cuối cùng là nụ hôn ở cổ. Ở đây là tượng trưng cho sự tán tỉnh. Trong số nhiều bộ phận trên cơ thể con người, cổ có sự tinh tế đặc biệt độc đáo. Nó không chỉ là cầu nối giữa đầu và cơ thể, mà dường như còn là nơi giao thoa của cảm xúc và ham muốn. Mỗi khi chạm vào, nó có thể dễ dàng khuấy động những cảm xúc mềm mại và nhạy cảm nhất trong lòng người, mang đến sự bùng nổ, hưng phấn khó tả. Mỗi khi hôn lên cổ, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể vô thức sẽ xộc vào mũi, đồng thời hơi thở của đối phương trở nên dồn dập và cuồng nhiệt, như đang thì thầm nội tâm với ham muốn và đam mê, khiến con người ta cảm thấy hưng phấn. Kiểu tiếp xúc thân mật này khiến trái tim nữ giới bất giác đập nhanh hơn và khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Hai người tựa vào nhau thật chặt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của nhau. Tất cả phòng ngự và giao cản lúc này đều biến mất, chỉ còn lại sự tận tâm và vương vấn trọn vẹn. Trong lòng sẽ có một sự thôi thúc mạnh mẽ, muốn khám phá và hòa nhập hơn nữa, đồng thời đẩy sự thân mật và đam mê này lên cao trào hơn. Quý vị thân mến, ở trong cuộc sống, khi một người đàn ông đặt một nụ hôn vào cổ bạn tình một cách nhẹ nhàng, mơn trớn, chắc chắn đó là biểu hiện tình cảm sâu sắc mà phụ nữ nào cũng mong muốn. Đàn ông chọn hôn vị trí này là người biết cách trêu chọc cảm xúc của phụ nữ bằng những tình cảm tinh tế. Đồng thời họ cũng biết cách thấu hiểu và quan tâm đến từng cảm xúc tinh tế của phụ nữ. Sự dịu dàng và kiên nhẫn của đàn ông mang đến cho phụ nữ sự an tâm, thoải mái, vô tận. Nhiều lúc chúng ta không chỉ hài lòng với sự an ủi và đồng hành bằng lời nói, mà còn khao khát sự tiếp xúc gần gũi thực sự và sự chăm sóc nhẹ nhàng. Khi nụ hôn bất ngờ và nhẹ nhàng rơi xuống một cái vị trí nào đó trong bốn vị trí mà Khánh Ngọc vừa chia sẻ, phụ nữ sẽ cảm nhận được sự thư giãn và vui sướng chưa từng có, như thể là mọi muộn phiền, lo lắng trong giây phút này đều tan biến. Phụ nữ cũng sẵn sàng gạt bỏ mọi phòng thủ, lo lắng, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mối tình lãng mạn chiều mến này. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì cả hai sẽ cùng chìm đắm trong sự đam mê bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, ở nghệ thuật của tình yêu chỉ tồn tại ở hai dạng. Một là ngôn ngữ lời nói và hai là ngôn ngữ cơ thể. Nụ hôn là hành vi tồn tại trung gian và kết hợp với cả hai dạng này sẽ tạo nên một điều tuyệt vời nhất. Yêu không chỉ học cách nói những lời yêu thương mà phải biết thể hiện qua hành động. Nụ hôn là cái mà các bạn nhất định phải học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.